Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz mới nhất trong ngày. Lê Phương, Phan Di Thảo, hai mẹ bỉm sữa hạnh phúc nhất showbiz, phát tướng vẫn được chồng chiều hết mực. Lê Phương, năm 2015 lùm xùm ly hôn giữa Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan từng khiến cho truyền thông công chúng xôn xao suốt một thời gian dài. Khi đó, nữ diễn viên tố cáo chồng cũ là kẻ bội bạc, không làm tròn trách nhiệm của một người cha nhưng vẫn lên báo nói những lời tốt đẹp. Đến năm 2017, Lê Phương tìm được bến đỗ hạnh phúc khi về chung nhà với chồng trẻ Trung Kiên. Khi cả hai mới công khai mối quan hệ, có khá nhiều ý kiến thể hiện sự e ngại vì tuổi tác chênh lệch. Thế nhưng thực tế đã cho thấy Trung Kiên không chỉ là người chồng tâm lý, hết lòng yêu chiều vợ mà còn đảm nhiệm tốt việc chăm sóc, dạy dỗ con chung là bé Bông và con riêng của Lê Phương là bé Cà Pháo. Tuy nhiên sinh con thứ hai cho chồng trẻ Trung Kiên hồi tháng 8/2019, tới hiện tại Lê Phương vẫn chưa lấy lại được vóc dáng cũ. Nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ tiết lộ cân nặng lúc mang thai của cô là 80kg, sau khi sinh con Lê Phương còn 73kg. Nhưng 2 tháng sau sinh, cô tăng cân trở lại thành 76kg. Bởi nhất, Lê Phương khoe đã giảm được 10kg so với lúc mới sinh. Thời gian qua, Lê Phương liên tục đối diện với những lời chê bai về ngoại hình sau sinh. Nữ diễn viên tâm sự mỗi khi ra đường, nhiều người nhận ra cô. Họ tỏ ra khá bất ngờ với thân hình phát tướng của cô, mặc dù cô đã nói trước là mình mới sinh em bé. Nói về chuyện tăng cân sau sinh, Lê Phương thú nhận. Nói thật nha, Phương không hề tự tin một chút nào, nhưng giờ Phương chấp nhận hết, xuất hiện với một hình ảnh rất là xa lạ với mọi người. Nhưng mà cũng được bù lại bằng những niềm vui khác, là mẹ thì phải chấp nhận thôi. Trước chia sẻ của vợ, Trung Kiên lập tức lên tiếng. Cái điều đó là hạnh phúc, tại sao phải chấp nhận? Phụ nữ không phải sợ mập mà sợ người chồng chê mình mập thôi. Đồng thời nam ca sĩ không ngại khen bà xã, mập nhưng mà không xấu đi, mập mà sinh ra nhiều lắm. Nghe chồng trẻ an ủi, Lê Phương hào hứng tâm sự thêm. Được cái là từ chồng tới mẹ chồng, mẹ mình, mọi người trong nhà ai cũng nói mình không phải lo gì hết. Ăn thoải mái đi, ăn để có sữa cho con. Mọi người ép ăn, không cho mình giảm cân, không cho mình chút động lực nào để giảm cân hết. Lúc nào cũng nói mập dễ thương, mập đẹp, mập sang, mập và mập. Nói chung không hối thúc mình trở lại công việc, phụ béo mình, kêu mình ở nhà ăn ngủ và nuôi con. Trước đó Lê Phương từng nói về cách thể hiện tình cảm của chồng trẻ dành cho mình khi mang thai. Đêm nào trước khi ngủ chồng cũng hôn lên bụng vợ cả chục cái. Với Phương, nhất là những ai đã trải qua bế tắc của hôn nhân, có lẽ đều sẽ đồng ý rằng điều may mắn và hạnh phúc nhất của một người phụ nữ đôi khi nó đơn giản lắm. Đó chính là sự yêu thương chân thành của chồng khi vợ đang bầu bí. Có khi chỉ là quýnh quán, chạy lo cơn thèm giữa đêm của vợ, chấp nhận những giận hờn vô cớ, mấy điều nhỏ nhặt này chưa hẳn cứ có tiền là có được. Phan Di Thảo. Phan Di Thảo được công chúng biết tới khi tên tuổi của cô phụ sóng ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ và có bệ đỡ là công ty người mẫu của ông bầu nổi tiếng Vũ Cát Thiệp. Cô từng dự thi Hoa hậu Thế giới Người Việt, Siêu mẫu Việt Nam, Hoa hậu Người Việt Hoàn cầu, Asia Next Top Model. Thời kỳ tên tuổi được quan tâm nhất, Phan Di Thảo được coi là đối thủ khiến cho Ngọc Trinh phải dè chừng. Thế nhưng Phan Di Thảo lại chọn từ bỏ danh phận làm vợ bốn đại gia khét tiếng Đức An. Nhận nhiều áp lực dư luận vì bị chê ham tiền, bất chấp mọi tranh cãi, cô rút khỏi các hoạt động của làng giải trí và lưu về chăm sóc con gái cũng như là tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Dù rời showbiz, nhưng hiện nay tên tuổi của Phan Di Thảo vẫn thường xuyên được nhắc đến với cuộc sống gia đình hạnh phúc và cả sự thay đổi sắc phốc bất ngờ sau sinh. Bà mẹ một con từng vấp phải nhiều bình luận chê bai của cộng đồng mạng vì thân hình phát tướng thấy rõ sau sinh ở độ tuổi 30. Hình thể tròn trĩnh mập mạp trong hiện tại khiến cho Phan Di Thảo lép vế hơn so với một số bà mẹ bỉm sữa khác có khả năng lấy lại vóc dáng nhanh thần tốc của Phoebe. Chính vì thế mà cụ mẫu càng dễ bị đem ra so sánh. Chính Phan Di Thảo đã từng phải lên tiếng thanh minh cho nhan sắc phát tướng của mình. Cô tiết lộ bản thân rất chăm chỉ tập thể dục 20 ngày trên một tháng để cố gắng lấy lại dáng chuẩn. Thế nhưng chính vì sự chiều chuộng của chồng đại gia mà ngoại hình của nữ người mẫu vẫn không thay đổi. Phan Di Thảo than thở chuyện cân nặng, đồng thời tiết lộ nguyên nhân khiến cho bản thân không giảm cân nổi là vì ông xã nấu ăn quá ngon. Mỗi tháng tập một lần mà không ốm là lỗi tại bạn. Một tháng tập 20 ngày mà vẫn không ốm chắc chắn là lỗi tại chồng bạn. Nấu ăn ngon quá cũng là một cái tội nhé, Honey Nguyễn Đức An. Trước đó, đại gia Đức An từng trả lời về vấn đề này với truyền thông. Giờ mỗi lần Thảo đi spa làm đẹp, tôi đều trêu hỏi đi làm gì. Thảo kém tôi 25 tuổi, dù có già đến mấy thì tôi vẫn già hơn. Sao phải lo làm đẹp? Thảo bây giờ không còn trẻ nữa, lại sinh con cho tôi. Cùng tôi chăm sóc gia đình, tôi phụ trách nấu nướng. Ép Thảo ăn nhiều, nên dĩ nhiên phải vóc dáng trở lại như xưa rất khó. Dù Thảo bây giờ cũng chịu tập tành lắm.
Anh cho biết thêm về tình cảm với vợ trẻ. Có thể nhan sắc Thảo mỗi ngày một xuống, nhưng mà tâm hồn cô ấy lúc nào cũng đẹp nên tôi luôn yêu cô ấy hơn. Yêu một người không phải như cái hoa hồng, khi hoa héo sẽ hái đóa khác. Ở tuổi này tôi cần tâm hồn đẹp, thứ tồn tại lâu hơn. Ở nhà, đại gia Đức An là đầu bếp chính, nấu cho Phan Như Thảo rất nhiều món ăn ngon như là nhà hàng. Cụ người mẫu từng tiết lộ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô thích ngồi chờ chồng nấu ăn, sau đó cùng thưởng thức, uống chút rượu và trò chuyện vui vẻ. Ngoài ra, Phan Như Thảo còn được chồng đại gia tặng biệt thự đắt tiền. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải hình ảnh căn biệt thự bên bờ sông đang xây dở tại Đà Lạt. Kèm theo đó, cô viết, người đi xây chuồng bồ câu. Nâng niu thương nhất đếch đi câu. Được biết, đây là dinh thự thứ ba mà ông xã Phan Dư Thảo xây cho vợ và con gái ở Đà Lạt. Trước đó, hai mẹ con người đẹp được đại gia Đức An xây cho một căn nhà ở Nha Trang và một căn cũng ở Đà Lạt. Đại gia Đức An hé lộ cuộc sống hôn nhân với chân dài miền Tây kém 26 tuổi. Hôn nhân có thể là địa ngục, là kẻ thù của tình yêu. Nhìn nhau chẳng còn hấp dẫn, sống với nhau chỉ vì tình, tiền. Lời tâm sự của ông xã, người mẫu kiêm diễn viên Phan Như Thảo khiến nhiều người phải suy ngẫm. Mới đây, đại gia Đức An, ông xã của người mẫu diễn viên Phan Như Thảo, đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh vợ đang chơi đùa cùng con gái bồ câu. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ video hình ảnh gia đình ba người rạng rỡ, hạnh phúc bên nhau. Khoảnh khắc tươi cười của vợ con khiến vị đại gia 57 tuổi từng có tiếng đào hoa, không khỏi rung động, viết những dòng cảm xúc chân thành về niềm hạnh phúc gia đình. Hôn nhân có thể là địa ngục, là kẻ thù của tình yêu, nhìn nhau chẳng còn hấp dẫn, sống với nhau chỉ vì tình, tiền. Anh gặp người anh yêu, anh có con và bây giờ anh đã yên ổn và vui vẻ trong cuộc sống. Hàng ngày hai đứa bận rộn mệt mỏi than thở, đứa trẻ thì lúc vui lúc nhõng nhẽo, lúc khó chịu hai đứa lớn nhìn nhau với ánh mắt lỗi tại anh hay tại em. Anh luôn có thể dựa lưng Thảo và ngược lại, Thảo không những dựa lưng anh mà còn nhảy vào lòng nhõng nhẽo anh có yêu em không. Anh không phủ nhận anh là người ham sắc đẹp của phụ nữ, nhưng chẳng ai có thể biết được người phụ nữ đẹp của mình có tốt hay không khi chung sống với nhau. Đến giờ Thảo vẫn còn đẹp như thời dưới 30 và tốt như thuở ban đầu. Chia sẻ của ông xã người mẫu Phan Như Thảo khiến không ít khán giả nữ cảm thấy ghen tị. Nhiều bình luận cũng thể hiện sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của gia đình chân dài miền Tây. Cách đây không lâu, anh còn khiến cư dân mạng dậy sóng khi đăng tải bà xã đi sự kiện kèm theo chú thích hài hước. Thiên hạ mỹ nhân nhiều vô kể, bụng mỡ như em được mấy người. Dưới phần bình luận, Đức An còn chú thích thêm, mỡ mới phúc hậu. Lời chê hài hước đáng yêu này của Đức An khiến nhiều người thích thú nhận được hơn 1.000 lượt yêu thích vì cho rằng vị đại gia khoe vợ. Thường ông nào tự hào về vợ lâu lắm mới khoe thế này hay chê yêu chứ gì. Với anh, vợ luôn là số 1, bụng mỡ thì anh vẫn yêu, nhất Thảo nhé, là những bình luận dưới bức ảnh Đức An chia sẻ. Vốn sở hữu thân hình với số đo bao vòng chuẩn không cân chỉnh, nhưng kể từ sau khi kết hôn, sinh con với đại gia hơn 26 tuổi, thân hình chân dài miền Tây ngày càng phát tướng. Tuy nhiên, Phan Như Thảo cũng không cần phải lo lắng vì sự yêu thương chiều chuộng của ông xã. Dù vợ không giữ được vóc dáng siêu mẫu của thời lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam, nhưng vị đại gia vẫn luôn trân trọng làm thơ, chia sẻ hình ảnh thể hiện sự tự hào về vẻ đẹp phúc hậu của bà xã. Nữ người mẫu từng chia sẻ, nhiều lúc tôi than với chồng, muốn đi thẩm mỹ, hút chỗ này nâng chỗ kia cho đỡ sệ, anh ấy liền bảo, anh có thấy em sệ đâu. Trong mắt anh ấy, tôi không mập, nên mỗi khi đi mua quần áo cho vợ, anh vẫn lựa những cái hở hang nhất, sexy nhất, lộng lẫy nhất cho tôi. Lê Phương khoe con gái tròn 3 tháng tuổi, xinh như thiên thần. Bé Bông tròn 3 tháng nhưng sở hữu nhiều nét vô cùng xinh xắn. Cách đây 3 tháng, Lê Phương đã hạ sinh con gái đầu lòng cho chồng trẻ. Cô có phần phát tướng hơn xưa nhưng ông xã vẫn cưng chiều hết mực. Công chúa nhỏ của Lê Phương cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì quá đáng yêu. Mới đây, tròn 3 tháng ngày sinh của bé Bông, Lê Phương dành hẳn một chia sẻ cho con gái. Dạ, hôm nay con tròn 3 tháng, 28 tháng 8 đến 28 tháng 11. Thời gian qua, thấy con mình thay đổi mỗi ngày. Đến hôm nay thì mắt con đã rõ mí rồi, nhưng tóc thì vẫn vậy, chỉ đen hơn xíu thôi. Nên lòng con ngổn ngang quá, muốn tâm sự với cô chú chút xíu. Nói chung là, ngày con chào đời chỉ khoảng chừng mười mấy tiếng. Tự nhiên lúc đó không biết gì nghĩ gì mà con cười một tràng hực hực, giống y anh hai con hồi đó. Chưa hết, từ lúc về nhà con cười hoài luôn. Như là lúc vừa tỉnh giấc, mắt còn đang chớp chớp vì chưa quen ánh sáng. Mà nghe tiếng mẹ là con mở to mắt, giống như con đang nhận diện mẹ yêu vậy đó. Đúng là mẹ rồi, con cười toe toét.
Nghe bông ơi nữa là chân con quẫy lia lịa, miệng con cười hết cỡ luôn. Thường thì khi thức dậy mà không có ai, con tự chơi một mình, nhìn ngắm xung quanh. Chừng nào chán con mới ư e hoặc là khóc kiểu dặn dặn để thu hút sự chú ý của cả nhà. Ai chọc ghẹo là con sẽ cười, mà nhất là đang ăn sữa hay no bụng lim dim chuẩn bị ngủ là 100% con sẽ cười tươi như hoa luôn. Bởi vậy, con tên bông cũng đúng ha cô chú. À, bữa con có nghe lỏm bà nội nói chuyện với mẹ. Con nghe loáng thoáng cái gì mà, à cái miệng có duyên giống ba, kiểu vậy á. Ý là từ cái dáng dài dọc cho tới cái nết ăn nết ngủ giống y ba con, chắc mẹ con sắp giàu rồi. Còn mẹ con thì nói con có nụ cười tỏa nắng, nên con nghĩ là con có thể quảng cáo kem đánh răng. Nếu con được mời quảng cáo chắc đã lắm, con sẽ phụ ba mẹ kiếm tiền mua sữa cho con. Dạ thôi, tới giờ con đi ăn sữa, chúc cô chú buổi trưa vui vẻ, con chào cô chú. Hình này mẹ chụp, toàn chụp lén, lúc con đang mơ màng chuẩn bị ngủ nên không có đủ sáng, cô chú thông cảm nhen. Hương của gạo nếp gạo tẻ còn đăng hình ảnh vô cùng dễ thương cùng con gái. Nhiều lời chúc mừng dành cho hai mẹ con được các fan liên tục gửi đến Lê Phương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video, và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.